Ok, hello, xin chào tất cả các bạn, chào các bạn, xin chào Quỳnh. Mình là Dung ở đây ba đây, ok. Nhưng là vào mình phải mua quá gói khởi đầu, đấy. Với cả gói trao bách, đấy. Mình sẽ thử sờ 3 gói trao bách xem như nào. Rồi, sờ nhận bao nhiêu quyên 2.000 như vậy, thôi bỏ đây anh em ơi. Úi giời, sờ 3 gói trao bách được cái gì? À, để những như này. Hơi non đấy, mình vào mình test ra stone nha anh em. Được rồi, chắc hôm nay mình sẽ làm về ra stone đấy, nhưng mà tìm bàn nào có đá để bọn này đập đây. Ở đâu, mình biết gì đâu. Mình không biết gì đâu, anh biết gì đâu. Ok, đây, bàn này có đá anh em ạ. Thế nào? Úi giời, khá thế hả? Ok, được rồi. Hôm nay mình làm về ra stone. Là bà vua bà nha. Bà, ai, một, đây. Con này là con Gaider được 7 đúng không? Mỗi lần mua thì được một con Gaider rồi mua 7 gói, 7 mình đã chờ 14 con đấy anh em ạ. Để xem nào mình. Ok, dân nữa. Bọn em xếp thành hàng để cho anh đi lên. Mà thế còn xa tít, tìm tít đến gì bọn anh đi Tết. Ok. Đây là gian tôn bình thường, mới chiều ra chúa gian tôn cho bọn xem. Đây. Unit. À nhầm, sờ 3 unit. Đâu rồi, hôm nay mình sẽ test thử với sức mạnh của 14 đúng không? 14 là 2 hàng rồi đúng không? Hoặc 14 là 2 hàng, 14 chia cho 4. À đâu, không được. 16, ok, về là đủ 2 hàng nha. Ok, mình sẽ cho các bạn xem sức mạnh của gọi là Godzilla Stone các bạn ạ. Ok. Đâu rồi. Hey. Oh no, mình quên mất. Một trăm năm mươi. Ok rồi, nói chung thì không quan tâm đâu nha bạn, bật tên lên xong đấy rồi. Nào lên xử hết bọn này đã, nhân. Từ từ thì mình múc máu siêu cấp vipro cho anh em xem này. Mình sẽ tạm thời nâng đam lên em. Mình sẽ tạm thời nâng đam lên để xử hết bọn hơi non này. Nhân. Bọn này hơi non này em ạ, ok. Hơi non. Đâu, vào đây. Ok, được rồi. Giờ để xem nào nha anh em ơi. The things cứ ra đây. Giờ mình sẽ để công bằng nha anh em. Mình sẽ gọi là God Sandstone solo với cả gọi là 14, 16 Sandstone từ hai hàng. Liệu có Sandstone qua được đây thì có Sandstone nha anh em đâu ai. Mình sâu máu cho anh em xem. Úi giời. 9.000 máu. Ở đâu? 98.000 máu. Nhưng mà thằng này đi đâu ấy thằng này? Thằng trốn anh em ạ. À đừng. Vâng, có Sandstone gọi thêm viện trợ rồi. Có Sandstone gọi thêm viện trợ rồi. Mình cũng sẽ gọi viện trợ anh em ạ. Ok. Nói chung trận này thì nó sẽ không công bằng lắm. Nhưng mà cứ solo đi. Hey, sau này trâu thế nhỉ. Nó cạc hết trong nhận. Bắn nguồn lượng ra sức mạnh tăng lên gấp 10 lần. Nhưng lấy đam tiêu. Trời ơi, máu tụt nhanh. Hey, 20 lần. Oh shit. Oh no. Đây là không may. Qua đây mình biết gì đâu. Mình biết gì đâu mà. Ok, đùa thôi, chơi lại đây. À không, bàn này nó không thích hợp với anh em ạ, bàn này nó không thích hợp. Được rồi. Mình sẽ test thử anh em ạ. Nếu bạn nào xem mình lâu, bạn biết cái bàn này, bàn 111. Bàn có một con da tôn siêu to khổng lồ, đây. Được rồi, thì mình sẽ nâng những đào vàng trước này, rồi. Đây. Đầu tiên mình chờ một da tôn trước này. Mình tăng tốc độ chạy nó lên này, được rồi. Đây. Rồi, giờ mình sẽ nâng đam lên 9999. Rồi mình sẽ di chuyển con này, đâm. Oh no. Đâu, nó có mình em ơi. Mày, đây à. Oh no, con ơi, con này nó khỏe quá. Mình sẽ cho con này lên giá luôn anh em ạ. Nhân. Đây, cho bọn này cắt nhau luôn đã. Tính tiếp anh em ơi. Ok, được rồi, nào. Chuyện ra về một rồi. Hey. Mình sẽ bút máu trước này. Rồi, để xem liệu gian tôn mini với lượng đam x 5 lần lượng đam bình thường thì liệu quan được không anh em. Đam x 5 lần nhưng mà kích cỡ thì phải gói là bé. Bé ti luôn anh em ạ. Ok, máu như thế. Nào, liệu titan gian tôn hay là super gian tôn thì sao. Ui,
tương dương phát 5.5 nhiều mà phải gớm. Tương đàn to như thế con sao ăn được. Nhưng mà con này trâu lắm anh em ạ. Vâng. Tiện thể trong thời gian đấy thì mình sẽ tắt tốc độ của team bạn đi đã này. Còn mình trời con God Sandstone ra này. Đấy. Trời ra thì nó sẽ không ra luôn đâu. What is that? Đây chính là con God Sandstone luôn. 100.000 máu anh em ạ. Ok, để xem liệu từ đây mình xem. Shut down. Ok, một này. Liệu chỗ tay của binh đoàn Jastone để quan được không đây anh em ơi. Đấy lúc mình sẽ triệu hồi một binh đoàn Jastone ra để có thể chống lại được đánh bại được God Jastone anh em ơi. À God, đây là God Jalava rồi. Ui giời ơi. Với lượng máu là 100.000 máu. Vâng, xưa là 99.000 máu rồi. Nó sẽ cắn, nó sẽ ăn đứt cái con Jastone của mình rồi. Không sao. Làm cho anh em vẫn đợi mày. Oh no, kẻ địch quá mạnh em ạ. Đám quá là to, máu quá là trâu. Liệu quan được không đây? Đây là trận chiến sinh tử. Ok, bằng này con rồi, rất là đông rồi. Vâng, đang là khô máu với cả gót giá tôi siêu to khổng lồ Titan. Máu trâu vãi hỏ anh em ơi, 99.000 máu. Vẫn còn 99.000 máu nữa anh em ơi. Rồi, 98.000 máu nữa. Oh no, trận chiến này sẽ đi vào đâu đây? Xem nào, con này cắn phát 240 đam, đam rất là to. Nào, đập phát này nào, ui ôi, ơi, mình chưa biết. Đây, đây, nó đập rồi này. Ui rồi, cũng là 240 đam, ui giời. Đẩy lùi ngay, sao mà đỡ được. Vâng, với vậy thì sẽ tăng lượng đam ra lên, tăng lên 5 lần đấy. Hãy cho trận chiến như thế như vừa nãy để xem như ăn dễ dàng không nhỉ. Không ăn dễ dàng đấy em ạ. 10 lần đây, 10 lần đấy, đam được tăng lên 10 đấy. Không ăn được thì thôi, chịu chịu. Úi giời ơi, úi giời ơi, gót ra tôn lên gặp binh đoàn giặt sơn siêu cấp binh vào gió này không được tuổi mà nó đốn kinh như vậy. Mẹ nó đốn bay thì khác gì bóp rẽ đâu. Rút lẹ à, rút lẹ à. Đấy đúng rồi, nhân. Này rút lẹ này, rút lẹ này. Còn cái máu chiến thế. Rút cho anh nhờ. Thôi lên đấy luôn này, mình sẽ cho anh em xem cảnh tượng này. Mình rất là thích cái cảnh tượng này, chưa mình thích thế. Rồi, không biết. Rồi được rồi nha. Đây về nha, rút về này, xong tấn công này. Ok, rút về này, để nó lên. Đấy, xòi ơi. Nhân, có đúng 12.000 máu đấy em ơi. 12.000 máu được rồi là nó bị sắt đau rồi. Mày mày tưởng mày gọn sàn tồn mày sợ hả? Non okay. Lên tiếng luôn này. Nhân, let's go. Siêu. Ok, ở đây nào. Để xem nào, liệu mình sẽ đi lần này mình sẽ tiêu diệt lại anh em ạ. Mình sẽ tiêu diệt lại. Đây, đam sẽ là 1.000 đam ấy, 1.000 đam này. Đấy, máu sẽ là 1, 2, 3 10 triệu, 100 triệu đi em ạ. 100 triệu cho nó máu. Ok. Sở bàn for em ơi. Úp tốc độ chim lên bạn tương nhỉ. Được rồi nha. Rồi mình sẽ triệu hồi Jaston team mình ra. Đấy, sợ Jalava. Giờ phải gọi là Jalava anh em ạ. Quên mất Sony, Sony. Vâng, với khoảng 50 con Jalava để nó chết. Xem qua được không? Ra lava đi người Zana sẽ cứ bị đổ ít 1.000 đam luôn anh em ạ. Để xem như là ui giời, bọn em xếp thành hàng để cho anh đi lên và sẽ cần xa tít tít để cho anh ký tên. Ok được rồi, đây mình sẽ lại ở đây. Rồi thế này mà làm cáp video thì ăn được avatar thì lại ổn rồi. Nice. Quên này, chất lượng đấy. Khoan. Đây mình đổi skin đi em ơi, đổi sang skin lava. Để mình xem lấy nha anh em, để mình xem là cái tượng này, tượng trong thời gian đấy nó có đổi không nha. Ok. Dạ. Yeah. Mình sẽ thử cho chúng nó tiến lên xem. Không đổi đấy anh em ạ, ừ tượng trong thời gian này chắc không đổi được, không sao. Trời nốt đi. Nào khoảng 80 mấy con anh em ạ. Okay. Được rồi, giờ mình sẽ tắt kia sau HP đi. Rồi, thử làm quá. Avatar đấy tí mình làm sau anh em ạ. Ui giời, chất lượng quá. Lên chiến luôn. Liệu binh đoàn ra tôn đi cực kỳ đều tiếng. Ui giời, đi cực kỳ đều đi anh em ạ. Sẽ đi phải diệt con này. Nào, đây rồi. Binh đoàn ra tôn đang đi dần dần đều đến cực kỳ đều anh em ạ. Sẽ hủy diệt bọn kia ngay lập tức thôi.
Yeah, solo kill. Ồ, em một phát hủy diệt hết một kia luôn mà. Quan trọng nhất là cái con ở giữa này. Đấy, quan trọng nhất là cái con này này. Đấy, chưa? Châu vãi đấy. Hắn nhìn vào. Khoan. Mình tính cho anh em xem. Tính chưa? 100 RAM một lần kia nhân với 1000. Bảo sao? Ơ nhưng quan 100 triệu máu nhưng mà mình thường 100 con thì chẳng thấy. Ờ đúng rồi, cũng hợp lý anh em ạ. Có lẽ là do mình. Chắc chắn là do mình rồi. Yes sir. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Thôi lần này mình sẽ chờ lại đi. Lần này con này lên 1, 2, 3 giờ là một tẩy máu. Đam là 99999999. Để xem liệu liệu con nào có thể ăn được anh em ạ. Để xem nha. Được rồi, lần này binh đoàn Gaston của mình sẽ lên 1000 thôi anh em ạ, 1000 thôi. Con này láo lắm. Đây, xem nào, liệu tất nhiên là một Gaston của mình tất nhiên là không bao giờ đủ tuổi đấy anh em ạ. Không có đủ tuổi. Đã thầy bật gôn mốt cho bọn này lên đi em ạ. Đã thầy bật gôn mốt cho bọn này lên nha. Sẽ có 20 con 12.000 máu. À thực ra thì bật gôn mốt có cứ như không mà. Đây là Gunstone, God Gunstone. Từ khoan. Sâu máu lên cho xem chứ nhở. Đây. Một tẩy máu hoàng hoàng nha. Ok. Ui, nó cho đúng một đập vào sát tao. Oh no. Ok, mình sẽ xét không có rồi. Ok, let's go. 150, ok nào. Mình sẽ spam Sunstone cho team mình. Hey. Ok, được rồi em ơi. Trời ơi, binh đoàn Sunstone cực kỳ đông đảo. Con kia sao mà ăn được. Có con 12.000 máu. Ôi no, sao nó đánh con kia không có giá máu. Ôi, chưa kiếm được một giọt máu. Ok. Bịp à. Oh no, đàn nó to quá con ơi. Nhân. Ôi đồ nó cho sát đau hết rồi như vậy. Cái đồ cái giòn đâu ra xem nào. Tôi lên chiến luôn anh em ạ. Ok, đâm. Nhìn thấy cây đang nghĩ bi cù la. Rồi. Mày tặng mày có một tỷ máu không con ạ. Ui. Wow. Oh shit. Here we go again. Đâm. Đúng rồi anh em tập hợp hủy diệt đi. Hủy diệt con dạng. Hot dàn tôn đi. Hey, mình tăng thêm một số không. Đấy, tăng thêm một số không. Đúng à. Gọi là không ăn được thì mình sẽ bắn thôi. Rồi, chắc cái link mình để các bạn để mình like một like cho kỹ nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.